người đang xem gái yên bái chào lại tất cả mọi người. Cô chủ nhỏ chào tất cả mọi người luôn. Hôm nay có vâng ạ, cả nhà chờ anh trên lóc một tí, anh đang tìm cái địa điểm đẹp để nói chuyện với cả nhà. Vâng ạ, anh Nguyễn Thôi ơi, em chào anh ngàn lần luôn, không phải không cần một cái đâu. À, mọi người, vâng ạ, em chào anh Lê Xuân Hùng. Chào anh đẹp trai, anh ơi cho em biết tên địa chỉ cái ạ. Có ai được đẹp trai đâu mà biết. Dạ. Có ai được đẹp trai đâu mà biết. Anh ơi bé quá không nghe. Thế gì? Cả nhà có nghe thấy anh nói gì không? Bảo là có ai được đẹp trai nhưng mà biết. Anh hôm nay là ngại phải không? Nhìn thấy em ngại hay là lên đây?